nữa, thị trường ô tô Việt Nam hiện nay đang chao đảo, trong khi các công ty khác đang tìm hướng đi mới cho ngành phụ kiện ô tô, thì Storytelling lại khai trương một tháng tổng 2 lần. Tất cả sẽ được giải đáp trong video này, cùng theo chân mình vào bên trong nhé. Hiện tại Storytelling Nhà Bè là sự kiện khai trương thứ 2 trong tháng 3 này. Theo một nguồn tin bí mật, lộ trình trong năm 2023 sẽ khai trương thêm 9 cơ sở nữa. Anh Sơn cũng có chia sẻ về thị trường phân phối phụ tùng ô tô Việt Nam đang gặp ổn, bởi đó không phải là vấn đề lớn. Các yếu tố ban đầu là về kinh tế. Vào dịp đầu năm thì mọi người thường sử dụng xe với mục đích cá nhân để di chuyển như là đi chùa, du lịch, nên vấn đề về dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng xe sẽ không ảnh hưởng bởi kinh tế. Trong ngành ô tô, chăm sóc và bảo dưỡng xe đang là xu hướng, bởi chăm sóc xe đó là nhu cầu thiết yếu và thường nhật. Bên cạnh đó, các chủ xe cũng có nhu cầu bổ trợ thêm các tính năng khác cho ô tô của mình. Sự kiện khai trương vô cùng hoành tráng, quy tụ dàn siêu xe cực khủng và sự xuất hiện của các anh lớn trong ngành phụ kiện dành cho ô tô. Ensport hân hạnh đồng hành cùng chủ hệ thống GB và Storytelling, chúc cho chủ hệ thống ngày càng phát triển vững mạnh. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và đạt được nhiều thành công trong tương lai.